Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ về các vấn đề an ninh và thương mại. Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày trước hội nghị ngoại trưởng các nước nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Ấn Độ. Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp nước chủ nhà Subramanian Dai Sankar đã đánh giá tình hình an ninh hiện nay liên quan đến cuộc xung đột Ukraine và thảo luận về việc sử dụng các đồng nội tệ để giao dịch thương mại. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại New Delhi trước khi diễn ra cuộc gặp đã kêu gọi các thành viên của G20 thống nhất các cơ chế thanh toán, đồng thời xây dựng các kế hoạch bảo hiểm và tuyến vận chuyển độc lập. Phía Moscow sẽ nêu chi tiết kế hoạch của Nga trong việc đa dạng hóa các quan hệ kinh tế và logistics. Dự kiến vào cuối ngày 1 tháng 3, ông Lavrov sẽ gặp các ngoại trưởng Trung Quốc, Bangladesh và Nam Phi.